quên quên. Đấy, mới học mà trở thành giảng viên rồi kìa. Đấy, ghê không? Đấy. Giảng viên rồi đấy. Đấy. Chờ chúng tôi sách cao. Không phải dạng vừa đâu, mà đây là dạng háng luôn. Không, bây giờ em đang phát trực tiếp đây này. À còn chưa phát, hôm nay chỉ mới quay thôi. Anh ơi, tiếp tục tác nghiệp đi để em quay cái. Nhanh. Đây đúng rồi. Anh cứ tự nhiên đi. Ấy cẩn thận bút có mực này, này xóa tranh giờ. Như anh này dạy còn dễ hiểu hơn anh. Đấy, đúng rồi. Chính xác đấy. Mới xấu hổ quá không dám nói. Được tác nghiệp. Tác nghiệp là một đoạn, tại vì mỗi ngày là phải có một cái nhật ký bằng video. Có phỏng vấn. Thôi thì phỏng vấn. Anh làm quốc đại 2. Đời con cháu của chị Phèo. Vậy, Thái Nguyên. Ờ, Thái Nguyên làm gì có Vũ Đại. Vũ Đại 2 nhỉ? À, Vũ Đại 2 nhỉ? Còn Vũ Đại 1 Hà Nam. Đúng rồi. Vậy thường tin không có Vũ Đại. Ai à? Cái này là bị copy ở đâu rồi? Hai cái ông quan họ kìa. À, áo the này là ở đâu ra đây? Áo the của phiên bản này đúng không? Hai ông địa chủ. Đúng rồi. Chú cái béo này. Bọn này là bọn đi thu thuế đây này. Bên thu thuế đấy. Nhà Vũ Đại đâu? Đừng đua. Sắp sửa thu bài này. Chiều là xong. Rất rôm rả. Hôm qua vẽ đến mấy giờ? Thế mà đến 1 giờ mới đi ăn. Thế có một mình em đi ăn hay cả hai nữa? Ui giời. Thế lúc ấy cả nhà đến ngủ hết rồi? Không ai đi. À đi ngủ rồi đi gì nữa? Thế thì xa. Đống Đa cơ. Chợ Hà Đông. À, thế chợ Hà Đông thì cũng phải 4-5 cây đấy. Bé quá, bé hơn cả viên gạch. Thế thì không phu hồ được rồi. Thế thì làm sao nó đi phu hồ được? Thế thì phải xóa đi. Đấy, phải xóa đi. Thế giờ gì? Nát em quay lại thì em cũng phải bảo anh xóa đi thôi. À vâng, nóng hổi luôn đi. Nhảy dây tiếp nào các bạn. Sơn Thị Sumalia. À, cao biết tiếng Anh chơi đại liệt. Phí quá, hôm nay có mỗi bạn nữ này ốm mất rồi. Ngày mai mới đi được. Ôi, bị sáng quá. Em lại phải bổ túc lại đen giống lúc nãy anh làm cho em này. Phải phớt lại cái đen. Phớt lại cái đen đi, không thì nó bị sáng rồi nó bật hết ra ngoài rồi. Chú nghỉ đây uống nước đã. Tất cả các loại ngôn ngữ đều thể tăng lên trên, nên tất cả mọi người nghe được biết. Khi anh đến, cả mọi người anh cũng coi những phong thần của mình.
cháo cho ôi quên em điểm vào, em quên, em không nhắc điểm với cành vào, là điểm vào những cái khoảng trời này, nhưng mà nó là chỉ bên dưới những cái lùm, bên dưới những cái khoảng lá. Nhưng mà là cái cây mà đè hết lên cái lá, cái cành thì đè hết cái lá này thì không được rồi. Bây giờ em phải điểm lại, đè đỡ lên cái cành đi, những cái cành này nó chỉ nấp nó ở bên dưới thôi. Là như cái tành cành này nhá, em làm một cành xã ở đây xong em đẻ những cái tán xuống đây thì được, chứ đừng có đè lên cái tụt lùm xá. Đấy, nói đè lại đi. Ôi, làm chén nước chè đã. Vâng. Không, ăn cần cái đấy. Vâng. Sắp tổng kết rồi. À ghim có đây. Đấy, chú lấy trong hộp. Chú biết nắp chưa? Anh là phải đập thêm những cái tán cây ấy. Tất cả này anh phải đập thêm hết. Đập lại. Đây này, những cái chỗ này từ đầu anh chả đập đi. Em bảo anh là chả chịu đập đi. Đập sai còn biết đường sửa. Sai thì còn sửa. Từ đầu lót mà không đập nên. Đập ở đây. Đấy. Đúng rồi. Anh vẽ vịt hơi to anh ạ. Con vịt hơi to. Vâng, con vịt nếu mà vẽ thì vẽ nhỏ thôi. Vâng, tại vì nếu mà so với cái chúm cái thì cái chúm cái chỉ to hơn con vịt một tí. Đấy nó gọi là cái vó bè to. Đấy thì vẽ là phải vẽ so sánh cái tỷ lệ sẵn có ở trong hình của mình rồi. Vâng rồi. Vâng. Làm quay. Đã ký tên rồi. Trước xong rồi. Đấy, của Chí mà bây giờ mới chấm thêm à? Từ nấu đến đấy, bao nhiêu lâu rồi bây giờ cái tùm đen ấy, anh bảo rồi mà không chấm. Của anh là anh quê đâu? Em ở Sóc Sơn anh ạ. Em cứ tưởng anh ở Hải Phòng. Ông mình thích hoa phượng. À. Đấy, hỏi gì đó. Em thì cứ tưởng anh ở Hải Phòng. Đấy, cảm giác là rất rực rỡ, hoa phượng. Đấy, người nghiếc cũng vui phết rồi gì nữa. Anh cho cái vài người xa đi xa về nữa đi. Đấy, một hai người xa, một hai đứa trẻ con chơi ở nhà. Rồi cũng tạm thời này đã còn chỉnh nữa thì phải chỉnh nhiều lắm. Ăn cơm xong chỉnh tiếp. Chỉnh tiếp xong là ai bóc bài thì bóc. Souvenir là gì anh? Em rốt tiếng Anh lắm. À. Em là tiếng không giấu là em chịu, đừng có giấu cơ. Nhưng mà khả năng ăn cơm về anh vẫn phải chỉnh lại cái bóng đổ xuống nước, nghe nó đổ mạnh quá, nghe nó hoang sơ lắm. Cỏ. Vâng, cái bóng đổ cỏ nó hơi bị thiếu đậm, xong là nó lại bị đổ một cách hơi bị vô tội vạ kiểu các hướng. Thực ra là nó là ok nhưng mà nó bị anh phải nó không được thẳng. Đây là như là thẳng được này. Bên này nó lại bị vẹo nhiều quá. Thì chỉ chỉnh một tí thôi là được. Có cái là tăng cái đậm lên. Chỉnh xóa đen xong. Đúng rồi, đen với cả xanh. Cộng đen xanh vào. Cây đa thì vẫn phải làm thêm, cây đa cái thân với cái lá phải làm thêm. Này mấy cái lùm cây này còn đấy, không đập luôn đi. Mấy cái lùm cây này bên này. Đấy, đập lên thêm đi. Rồi là tất cả những cái đòn đập cây là em chưa được. Rồi để anh lướt qua vòng xong anh quay lại anh chỉ lại cho. Chỉ lại cái cách đập cây nhưng không chưa ổn lắm. Được cái thư pháp thì ngon quá.
Chữ Pháp là ngon nhất rồi. Nổi nhất. Thì cái khóa này được là nhiều anh em biết thư pháp nên là tranh này có thư pháp. Đây gọi là tranh thư họa. Đúng. Tam sành thứ mộc. Đây cái thư pháp này đẹp này. Đấy. Nhưng mà vẽ thư pháp lên toàn này là khó hơn lên giấy. Lên khó hơn. Anh viết anh thấy khó, anh tập mà lên toàn thì khó hơn. Lên giấy nó có cái độ sần. Khi mà làm được dần thì nó nét bút nó có độ sơ hơn. Đấy. Thư pháp này khá ổn. Nhưng vẽ lên giấy thì nó nét nó căng hơn, luột. Bay hơn. Ừ. Bước này cũng là một bước đẹp. Hai bước đẹp gần nhau. Bước này cũng được nhưng mà thiếu cái độ nhấn sáng. Lát nữa ăn cơm xong anh chỉ tiếp để cho nó hoàn hảo hơn. Này thì về kiếm tiền thì ngon luôn. Chắc về đậm nhạt được, kỹ năng cũng nắm được khá. Mỗi năm kiếm lên tỷ thôi, cũng nhiều quá là báo cáo. Đây chú này thì hơn 60 rồi, về rồi, bận cháu về rồi. Chưa xong. Ôi chú bật hộ cháu cái bóng điện với tối quá. Chú đẩy cái tranh của cháu không? Đẩy cái tranh cháu không? Công tắc nên nó hơi nỏng. À, cái ổ cắm ở dưới. Đấy. Rồi, anh chào nhà. Vâng, về mai chú con đi sớm rồi. Rồi, trong ngày vâng. Hôm nay tiếc quá, có cái bóng hồng được một hôm thì hôm nay ốm. Làm anh em cứ thao thức vì em. Dạ. Thì chú đóng cho vợ cháu thì một ấy là chưa? Chưa. Đóng lần nào? Thì chú đóng luôn hay là mai? Vâng, mai.